Và trong video này, Đức sẽ chia sẻ các bài tập ngực trong giáo án tập luyện buổi đầu tiên của cậu học viên Model nhá. Ok, bài đầu tiên anh em mình sẽ chơi bài đẩy ngang với thịnh đòn. Trong các cái bài mà tập ngực cô lập như này thì mình cố gắng mình tập liên tiếp nhá. Ít càng ít càng tốt để cho lúc nào vừa ngực của em cũng sẽ căng. Nhanh nào, 1, nữa nào, 2 nào. Tập nhóm cơ nào mình sẽ cố gắng mình cảm nhận vùng cơ đấy. Làm sao mà nó căng, nó xé nhất có thể. Kết thúc buổi tập đầu tiên. Và trong video tiếp theo, Đức sẽ update condition của Trần Khánh. Các bạn hãy cùng theo dõi nhá. Còn bây giờ thì xin chào.